Xin chào các bạn, hôm nay mình xin dẫn cho các bạn cách làm hoa lay ơn bằng giấy. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa lay ơn màu vàng bằng giấy. Dụng cụ của chúng ta hôm nay gồm có thước kẻ, kéo, bút chì, giấy màu xanh và giấy màu vàng, keo nến. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cắt thành hình vuông. Hình vuông 7 cm. Sau đó chúng ta sẽ đi gập thành hình tam giác. Sau đó chúng ta đi gập làm đôi.